Xin chào các bạn, trong video này thì Hoa sẽ chia sẻ cho các bạn những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng tái tạo linh chi các bạn nhé. Đấy, cái lưu ý đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải thải độc da trước bằng thải độc da để da của chúng ta không bị ngứa hay là không bị lên mụn sau cái quá trình mà tái tạo. Cái lưu ý thứ hai đó chính là chúng ta phải lấy nhân mụn trước khi mà chúng ta tái tạo nhé. Và cái lưu ý thứ ba đó chính là chúng ta sẽ bôi tăng dần theo ngày để xem phản ứng của da của chúng ta như nào. Thì ngày đầu tiên các bạn có thể bôi một lần, sau đó chúng ta tăng dần sang ngày thứ hai chúng ta có thể bôi hai lần, sang ngày tiếp theo thì chúng ta có thể bôi làm ba lần các bạn nhé, xem phản ứng của da. Cái lưu ý thứ tư đó chính là trong cái trường hợp da của chúng ta nóng quá thì chúng ta có thể đắp nạ để chúng ta làm dịu da các bạn nhé. Cái lưu ý thứ năm đó chính là trong quá trình mà chúng ta sử dụng tái tạo linh chi thì chúng ta không đi nắng hay là chúng ta không cạnh tay, bởi vì khi mà chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta dùng ấy, chúng ta cạnh tay hay là trong cái quá trình chúng ta bong da mà chúng ta cạnh tay hay thậm chí nhiều bạn cảm thấy ngứa ngáy thì các bạn gãi thì như vậy thì rất là dễ dẫn đến cái trường hợp tăng sắc tố và gây thâm nhé. Và cái lưu ý thứ sáu đó chính là trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng ấy thì các bạn nên sử dụng bông tăm giúp cho hoa, nên sử dụng bông tăm để khi mà chúng ta tán cái tinh chất ấy thì chúng ta sẽ tán đều giúp cho hoa. Đây hoa lấy ví dụ như khi mà chúng ta nhỏ tinh chất thì chúng ta sẽ bôi như này. Đấy. Đấy. Và chúng ta sẽ bôi đều thì cái quá trình mà bong da về sau ấy thì da của chúng ta sẽ khỏe và da của chúng ta sẽ đẹp và sẽ đồng đều da các bạn, đồng đều màu các bạn nhé. Đấy. Và cái lưu ý thứ bảy đó chính là chúng ta không sử dụng sản phẩm make up sau khi mà chúng ta tái tạo khoảng một tháng. Bởi tại sao? Bởi vì lúc đó da của chúng ta chưa được khỏe, khi mà chúng ta sử dụng các cái sản phẩm make thì nó rất là dễ bết dính da và ảnh hưởng đến cái làn da của chúng ta. Vừa rồi thì Hoa có chia sẻ cho các bạn 7 cái lưu ý khi mà sử dụng tái tạo linh chi. Các bạn thấy những cái chia sẻ của Hoa hữu ích thì các bạn nhớ thả tim, nhớ like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật liên tục những cái video mới nhất từ Hoa nhé. Và các bạn có cái câu hỏi băn khoăn thắc mắc gì thì các bạn có thể là gọi trực tiếp cho Hoa qua số điện thoại 0971035507, hoặc các bạn có thể inbox trực tiếp qua Zalo cho Hoa, đó chính là 0909537868 nhé. Thì Hoa sẽ chia sẻ và hỗ trợ cho các bạn miễn phí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.